Unit 5, My House. 1. Vocabulary. Between, between. Above, above. To the laptop, to the laptop. To the right up, to the right up. Large, large. Small, small. Untidy, untidy. Messy, messy. Tidy, clean. Tidy, clean. Welcome to my bedroom. Welcome to my bedroom. To describe bedroom. Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập mô tả phòng ngủ của mình. Đầu tiên để giới thiệu phòng ngủ của mình, đây là phòng ngủ của mình. Các bạn có thể dùng câu This is my bedroom. Hoặc các bạn cũng có thể dùng câu mới học hôm nay. Welcome to my bedroom. Chào mừng đến với phòng ngủ của tôi. Sau đó chúng ta sẽ giới thiệu trong phòng ngủ của mình có những gì. In my bedroom, there is a big bed, a table. There are four chairs. Những đồ vật số ít chúng ta sẽ dùng vào câu there is. There is a big bed, a table. Có một cái giường lớn và một cái bàn. Chỉ là một cái giường, một cái bàn. Cả hai đều là số ít. Dùng there is. Thế nếu như nó là số nhiều, four chairs, bốn cái ghế, chúng ta sẽ dùng there are. Và sau đó chúng ta sẽ giới thiệu vị trí của tất cả những món đồ mà chúng ta vừa mới liệt kê. The chairs are next to the bed. The table is beside the chairs. Ở đây thầy sẽ có ví dụ the chairs và the table. Và chúng ta trong khi giới thiệu vị trí, các bạn cũng sẽ cần phải để ý xem nó là số ít hay số nhiều. The chairs, số nhiều thì dùng are. The chairs are next to the bed. Còn nếu như nó là số ít, the table thì dùng is. The table is beside the chairs. Chúng ta sẽ giới thiệu tất cả những vị trí của những món đồ vật trên. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhận xét phòng ngủ của mình. My bedroom is tidy. Ngoài ra chúng ta có một vài từ khác có thể dùng để thay cho tidy này. Chúng ta có thể dùng clean. Hoặc là nếu như phòng mình khá là bừa bộn, các bạn có thể dùng untidy, messy. Hoặc bạn cũng có thể nói về kích cỡ của phòng mình, large or small. Homework, bài tập về nhà. Chúng ta sẽ học thuộc từ vựng ở trên và chúng ta sẽ viết mỗi từ 5 dòng, mỗi dòng 2 lần. Và các bạn sẽ tả lại phòng ngủ của mình. Chúng ta sẽ sử dụng những giới từ chỉ vị trí mới ở đây trong cái bài tả của mình nhé. Chúng ta sẽ hạn chế sử dụng những từ cũ như là in, on, at, under, between, beside, behind, in front of, opposite to. Chúng ta sẽ hạn chế sử dụng những từ đó. Chúng ta sẽ chỉ cố gắng sử dụng 4 từ mới này.